học rất vui luôn. Chương trình của Liên Hoan Siêu vẫn chưa diễn ra được phần 2 của chương trình truyền thống này ạ. Chào đón tất cả các em nhỏ Liên Hoan Siêu quốc tế với màn thu bay trên cầu cao trên 50m ạ. Hôm nay không thu bay cần cầu trên 50m của em hoàn vé và tiền từ tất cả anh chị ạ. Chúng ta sẽ cùng chúng ta cùng